Năm 2022 là năm có nhiều sự thay đổi và thách thức mới không chỉ của riêng Thiên Vũ Audio và ngành âm thanh tại thị trường Việt Nam nói chung. Thiên Vũ Audio đã có cơ hội mang đến hệ thống âm thanh karaoke, xem phim gia đình và các dự án thương mại đến khắp mọi vùng miền tại Việt Nam. Hãy cùng nhìn lại những bước ngoặt đột phá của Thiên Vũ Audio trong năm 2022 qua những hình ảnh và những con số biết nói dưới đây nha. Đổi mới nhận diện, giữ vững tư duy. Logo với điểm nhấn là ký tự chữ V. Ký tự này tạo nên sự liên tưởng đến loài chim kết hợp cùng sóng âm thanh, luôn bay cao, bay xa, mang đến thế giới giải trí tốt nhất cho mọi người. Không chỉ dừng lại ở đó, Thiên Vũ Audio còn có sự thay đổi về trang phục nhằm mang đến sự năng động, thân thiện và phong thái lịch sự đến từng khách hàng. Bán hiệu là sự thay đổi không thể bỏ qua. Khi khoác lên mình một diện mạo mới, Thiên Vũ Audio hứa hẹn sẽ tạo nên sự khác biệt cũng như gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những bộ dàn đã hoàn thiện trong năm 2022. Với tiêu chí tận tâm phục vụ khách hàng không ngại khoảng cách, các bộ dàn mà Thiên Vũ Audio lắp đặt đã trải dài khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Tiến có đặt một cái dàn karaoke mini ở gia đình ở Thiên Vũ. Tiến thấy rất là hài lòng về cái chất âm của bên Thiên Vũ đã lắp đặt. Nhưng mà hơn cái đó nữa là cách phục vụ của các em rất là tốt, rất là nhiệt tình, làm cho Tiến hài lòng. Rất là cảm ơn bên em và chúc cho em bên lúc nào cũng bán đắt và anh sẽ ủng hộ bên em như vậy. Cảm ơn Tiến rất là nhiều. Một lần nữa thì xin hỏi cho Tiến Vũ cảm ơn anh đã ủng hộ và cảm ơn có cái tinh thần. Cảm ơn anh rất nhiều. Sắp tới sang thềm năm mới. Năm 2023, Tiến cũng chúc cho mọi người được thật nhiều sức khỏe và có một cái năm mới suôn sẻ hơn, đầy đầm ấm hơn cùng gia đình bên dàn karaoke của Thiên Vũ nhé. Bye bye mọi người. Chào em. Dạ thì năm mới cũng sắp đến rồi, thì nhìn lại trong một năm vừa qua thì trong những cái chuyến hành trình lắp đặt cũng như là đi hỗ trợ khách hàng thì có những cái câu chuyện nào mà khiến cho anh nhớ nhất hay không? Để anh nghĩ lại chút coi, anh nghĩ rất là nhiều luôn, tại vì nhiều quá nên anh cũng quên mất. Thì thực chất thì mỗi lúc đi lắp đặt như vậy thì nó cũng có rất là nhiều cái điều vui để cho mình phải lưu ý, để cho mình phải ghi nhớ. Và có những lúc mà mình đi lắp đặt như vậy, có những khách hàng giúp cho mình, tạo cho mình được những cái bài học rất là ý nghĩa. Đó, thêm rồi góp ý cho mình những cái này cái kia, cũng đó là một cái mà mình cũng đón nhận từ khách hàng. Đó. Hồi năm vừa rồi thì anh đi lắp đặt nhiều, nhiều tỉnh luôn, không phải trong nội thành nữa. Mà câu chuyện ấy nhớ nhất ấy, thì anh nhớ một cái chú khách hàng ở bên công ty mình, chú sống ở Mỹ. Lúc đó anh có hỗ trợ online cho chú những vấn đề mà liên quan đến thiết bị. Và sau đó cái đợt Noel vừa rồi là năm nay nè, là chú có về nước và chú vẫn còn nhớ đến anh và chú cũng tặng quà cho anh. Nói chung là đi tới được lắp đặt cho khách ấy, thì cũng có thấy nhiều cái anh em cũng thi công mà biết rồi, thi công lắp đặt rất là cực. Nhưng mà về phần thi công để mà tiếp trò chuyện với khách á, thì chắc là vui. Được khi tiếp tục mình tiếp xúc á, nói chuyện với khách, trò chuyện, rồi lắng nghe những cái gì mà khách nói chuyện với mình, nói chung là trao đổi với nhau, nói chung là có niềm vui nhiều thứ lắm. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đến với những cột mốc mà Thiên Vũ Audio đã đạt được trên các kênh Facebook, YouTube, TikTok và Google Maps. Đội ngũ Thiên Vũ Audio xin cảm ơn quý khách hàng và quý đối tác đã đồng hành cùng với Thiên Vũ Audio trong suốt hành trình một năm qua. Cảm ơn những khách hàng đã sử dụng dịch vụ và tin tưởng những sản phẩm mà Thiên Vũ Audio mang lại cho khách hàng. Chắc chắn 2023 này Thiên Vũ Audio sẽ mang lại nhiều sản phẩm mới, giải pháp và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Cuối năm, Thiên Vũ xin chúc cho tất cả những khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an và sức khỏe. Xin chào!